Hello hello chào các bạn đây là kênh sống TV hôm nay thì mình đang ở trên đường cao tốc Long Thành dầu dây các bạn hướng đi là hướng từ Long Thành đi Sài Gòn và bây giờ mình sẽ đến một cái cầu cái cầu này là cái cầu mà hết cái cầu nó sẽ đến trạm thu phí ở chỗ Long Phước á ha thì đây nó có một cái điều này nó rất là có khả năng làm cho anh em rất bánh mì ở đây nên là clip này mình làm để chia sẻ với anh em ha. Mình không phải là một người ăn cơm xong lo đi chỉ điểm hay là đi làm chim mồi đâu. Rồi bây giờ mình đang bắt đầu lên trên cầu. Và ở giữa cây cầu này có điểm đặc biệt các bạn, đó là cái ranh giới giữa Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh á. Và hiện tại đó thì cây cầu này đang trong cái quá trình chỉnh sửa, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng gì đó thì người ta sẽ hạn chế tốc độ. Bây giờ mình đang thấy cái bảng đầu tiên rồi, đó là bảng 80 km/h và đây là cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh, mình vừa mới vượt qua cái bảng đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến là bảng 60 km/h. Lúc này thì mình chạy khá là bình thường các bạn và bỗng nhiên mình thấy cái bảng này, trời ơi, đạp lúc gán, đạp rất thắng luôn. Đây, 40 km/h khi mà bạn đang chạy ở trên đường cao tốc thì rõ ràng đây là một cái điều mà uh, nó không có quen chân quen tai ha. Đó. Và đây chính là cái điểm mà rất nhiều tài xế có khả năng bị rớt bánh mì Ví dụ như cái xe màu trắng vừa mới vượt qua mình á Bạn thấy mình đã giảm tốc độ xuống rồi Mà nó thật là khi mà giảm cái kiểu này á Nó khá là cực cho mình Và đạp nó cũng hơi căng á ha Đấy, thì bây giờ mình sẽ bò 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 xuống Và mình sẽ thấy cái bảng này, ok, lúc này thì lại là hết tất cả các lệnh cấm, chứ lại mình tiếp tục mình chạy nữa. Và xích lên tí xíu, thế là mình lại có bảng 80, và sau đó là tới bảng 60, và chuẩn bị vào tới cái trạm thu phí Long Thành Dầu Dây. Mình thấy cái kiểu mà cấm bảng kiểu này thấy nó rối rối rồi đó, thấy nhức đầu, đó. tự nhiên tới đây là phải căng mắt ra để nhìn, nãy giờ bạn thấy đó, trong vòng có tầm khoảng 2 phút video thôi và nó có tất cả tầm khoảng 6 cái bảng hiện ra rồi đúng không đó và bây giờ mình sẽ xuống đây mình tiếp cận đến với cái trạm thu phí Long Thành dầu dây và đây là cái chỗ bình thường thôi 60 ở đây thì sẽ quy định là 60 thôi bạn không cần phải giảm tới 40 đâu thì cái đoạn mà nguy hiểm đó là cái đoạn ở chỗ 40 đó ha đó là cái bảng mà bạn rất là dễ bị vi phạm cái tốc độ giới hạn bởi vì rất rõ ràng là bạn đang chạy trăm 120 và bỗng nhiên nó còn 80 và 40 luôn thì cho thằng nó không quen ha rồi bây giờ mình sẽ tiếp cận vô đây là cái trạm thu phí ở đây thì mình phải đi làng ATC không có cái làng để trả tiền mặt đâu các bạn và đây là đặc sản cũng có khá nhiều những chiếc xe khác đã được mời vô rồi Ừ, chắc là có đưa ra hình chụp câu chơi cho vui nó tấm thiệp ở trên bạn thời gian địa điểm rõ ràng rồi ok thôi chia buồn với các hữu rồi anh em chú ý vụ này nha để đỡ rớt bánh mì goodbye